anh em và các bạn ơi, thì bây giờ Điệp làm ra cái túi lưới mà nó dài cỡ này nè nha anh em và các bạn. Thì Điệp làm là 70. Đó, là cái này nè, là cũng như là thêm 10.000 nữa. Thường Điệp làm có 40 à, mà thêm 3 tắc nữa. Đó là thêm 10.000 đồng nữa nha. Là cái túi lưới như lươn thở là tùy theo anh em nhu cầu, anh em dài hay là ngắn. Này là ở đây là nhà của Điệp nha anh em và các bạn. Bây giờ Điệp đi qua mép bên đây thì gia đình Điệp cũng làm chấm hết trơn, Điệp cũng mới có lấy về một số cho chấm đó anh em ơi. Số đó số ống ống đó nha, mũ đó để dành nữa cắt đó nha anh em các bạn. Còn một số chấm ở đây thì Điệp đang vô bao đang vận chuyển đi nè anh em và các bạn ơi. Đây nè, Điệp đang vô bao và vận chuyển đi nha. Đó là cha với mẹ, cha đây đang khoan. Chào anh em các bạn không trời. Chào. Mẹ còn mẹ đâu gửi chào anh em không? Đó. Đó thì ở đây gia đình đang làm nha anh em và các bạn. Thì Điệp cũng xin nói với anh em và các bạn nha. Thì nhiều khi anh em và các bạn, nhiều khi một số người anh em á thì hỏi, nhiều khi thôi điện thoại cho Điệp, Điệp cũng lộng cộng là lý do anh em nào mà có nhận hàng thì nhớ kỹ là cái chai mở chăn, anh em có nhu cầu mua mở chăn á thì Điệp sẽ ship mở chăn, Điệp bỏ vô trong như vậy nè nha anh em và các bạn, thì bỏ vô trong lưới như vậy nha. Đó, Điệp bỏ vô như vậy đó nha anh em, nằm ở trong cái ống chấm nha anh em, về cứ sọn chấm mà có cái cọng dây này gì nè là có mở chăn ở trong cổng nha. Đó, thì chấm này hoàn chấm này hồi được cũng chuyển đi hết đó anh em và các bạn ơi. Thì có anh em cũng có một số nhu cầu mua mở chăn đó thì Điệp cũng có vô trong này hết trơn rồi đó. Đó vậy đó, mở chăn này thì Điệp để riêng đó. Còn ở bên đây thì cũng phần chấm đó thì Điệp cũng giới thiệu với anh em á, là chấm đó Điệp bán 40.000 đồng thì Điệp làm rất là tỉ mỉ đó. Thì cũng có anh em nào chưa biết thì lướt đi lại clip của Điệp nha, Điệp cũng chia sẻ là hai hôm che nha. Và ở nó tới cộng dây màu đen đó, nó tới 10 cộng đằng nó đại đằng nha. Thì Điệp muốn rút ngắn thời gian đi lại đó, là muốn không có cho linh ta linh tinh gì đó để cho nó lâu á, thì 10 cộng dây là gì nè anh em nè. Đó, là 10 cộng dây đó. Rồi còn mà mỗi một cái danh sắt gì đây chấm chợ là nó chỉ là nó làm có ba danh sắt à, còn Điệp làm tới 6 danh sắt nha. Nè, ở đây là một cái hôm tre là một danh sắt, rồi đằng này có hôm tre nữa, danh sắt là hai nha, đằng sau nữa là ba, rồi Điệp cộng thêm hai cái đằng sau nữa với một cái danh sắt ngay trong đây ở đây nữa để cho nó chắc nha. Là Điệp bán cái giá này là 40.000 đồng chấm lợp nha anh em, về tự bó bao nha, bao lại cho nó giữ cái hơi đó. Còn chấm Điệp làm ra thì nó ở trên thị trường nào đó, anh em nào có tham khảo đó thì có nhu cầu mua chấm á thì để lại số điện thoại và tên nha. Đây là cũng đây là phần hôm nha. Đó, hôm của Điệp cũng làm thẳng xong hết trơn nè, bên đây một bao và bên đây cũng một bao nè. Nói chung là nhiều lắm nha anh em và các bạn, anh em và các bạn có nhu cầu mua hôm thì Điệp bán hôm nha, còn nhu cầu mua chấm thì Điệp bán chấm nha. Đó, thì Điệp cũng xin nói với anh em và các bạn, nếu mà cái hôm mà nếu mà đang giống như vậy nè đó, cái hôm như vậy giống gì nè thì Điệp bán 15.000 đồng nha anh em và các bạn. Nếu anh em và các bạn mà nếu mà biết cách khoan lỗ những clip mà Điệp chia sẻ vừa qua đó, biết khoan lỗ rồi đó, thì có nhu cầu mua hôm thì mua hôm ủng hộ bên Điệp thì Điệp bán một cái hôm vậy là 15.000, còn cái hôm lưới trong như vậy đây nè đó Điệp bán là 10.000 đồng nha anh em và các bạn. Đó, rồi còn cái hôm đằng sau cho lương nó thở á thì nó đó nè, dài là cái này là Điệp cắt hơi dài một chút xíu nè, là tới 45 gần 5 tắc nha. Đó là Điệp bán giá 12.000 nha. Đó là tổng cộng là anh em trừ cái ống mũ ra là nguyên bộ gì đây nè. Đó, gì nè anh em là 37.000 nha. Hôm tre 15, hôm tới giữa 10.000 là 25, hôm là sau là 12, tổng cộng là 37.000. Anh em trừ ống mũ ra, nếu anh em có biết khoan rồi thì tự về nhà khoan mua thằng bên Điệp gì đây là về gáp vô nha anh em. Còn mong muốn mua chấm ở bên Điệp thì bán lần ống là 50.000 đồng nha anh em và các bạn. Thì sau một cái video này đây thì Điệp cũng chia sẻ với anh em và các bạn nha, là bây giờ Điệp ốp máy anh em các bạn ơi. Giờ Điệp cũng tranh thủ hôm nay đi đặt chấm, cũng đang cắt chấm làm nữa nè anh em và các bạn ơi. Nói chung là nếu mà làm chấm không á, mà không đi đặt lương á, thì không ra video thì cũng hơi buồn quá. Tại cái máu của Điệp nó nhiễm đi đặt chấm rồi các bạn ơi.
Thì Điệp cũng chia sẻ với anh em á, bây giờ Điệp cũng được 4 bao mà Điệp để đằng này một bao nè. Bây giờ Điệp đặt giờ dắt tầm dắt này khoảng 1 giờ mấy gần 2 giờ trưa, trời nắng lên dữ rồi các bạn. Đó, Điệp để đó đằng đó một bao. Rồi Điệp soạn đi ra, hổm gài Điệp đặt có 2 bao không à các bạn. Bây giờ Điệp soạn đi ra giờ 2 bao này tính đặt thêm bao nữa mà giờ nó nói như gì nè, các bạn thấy không? Thấy cái hậu quả của anh của anh Tý không? Đây nè. Tàn hình luôn, nó ác, ghê hồn ác luôn trời, khóa thấy nó lạnh luôn á. Đây nè. Cắn banh xác hết trơn ở các bạn nè. Trời ơi trời, không còn cái gì cắn tưa tải như tàu lá chuối luôn á. Cắn gì á, giống như áo vũ cơ hàng không các bạn. Vậy bởi vì Điệp quay cái này mấy cái anh mà có mua chúm của Điệp đó, trong thời gian qua nha, thì Điệp cũng chia sẻ nó với anh em nha, là anh em khi nào mà anh em nghỉ mà anh em không đặt á, không đặt chúm nữa, thì anh em cứ bỏ vô bao, rồi cái bao bự bự tí xíu á, bỏ cho nó cao hơn ống chúm rồi anh em buộc đi lại nha. Anh em mà nhớ kỹ như không còn đi đặt nữa đó, anh em ví dụ như nghỉ vài ngày á, anh em đem đi ra ống chúm rửa cho sạch, anh em để cái miệng lên vậy nè, anh em phơi nắng nha cho nó khô cái mấy cái nan tre mình á, đặng mà cho mai mùa mai mốt cho nó đừng có đóng gông riêu cho nó được tốt nha. Rồi ở đầu anh em cứ đi đặt thì anh em quay ngược cái ống chúm lại thì chút lên trên này, anh em buộc đừng có giống như Điệp nha. Điệp bởi vì Điệp bị thất bại Điệp mới chia sẻ nè, bởi vì Điệp không muốn anh em giống như Điệp gì đây là buồn lắm mà nha. Đó. Này cũng một tiền bọng không đó mà giờ nó cắn mười mấy ống gì đó, cắn tàn sát hết các bạn ơi. Đó, thì Điệp bây giờ cũng đang nè, đêm hôm mới đi bắt ốc về nè các bạn. Quê Điệp thì trùng hổ với ốc hương, ốc sên, ốc ma cũng là nó nha. Rất là nhiều luôn. Đó. Điệp để trong cái miếng nước cước mấy cái bao này, mấy bao đi lặt bè bẫy gắn để đựng gắn á, mà giờ không có đi đặt nữa, tại vì lo làm chúm đồ không à. Giờ quá quá trời, đêm nào đêm nấy tới 1 2 giờ khuya không à các bạn. Điệp nói cho các bạn thương chứ 1 2 giờ khuya không. Làm chúm làm ban ngày làm ban đêm nữa, mà giờ nếu mà làm hoài mà không có ra cái clip lương thì cũng hơi buồn đó. Nên Điệp mới đâm một số ốc nè, Điệp đặt hôm nay được hai ngoài ống à. Cái này nè Điệp dùng ngồi ngang nha, không có thuốc nha, anh em nào cứ dùng cứ đặt lương nuôi cũng được nha. Anh em Điệp dùng nhiều phần ốc, Điệp đặt khoảng hai ngoài ống à, mà bao nhiêu ốc á, tại vì do là cái ống chúm mũ 90 á nó bự đó các bạn, nên mình dùng nhiều ốc với một phần nữa mình đặt không có có thuốc nha, nên mình dùng nhiều ốc cho nó có hơi nhiều đó. Thì phần này là giống như ống chúm mũ nha, nếu mà ống chúm mũ 60 á đặt bao nhiêu đây, khoảng 5-60 ống á, mà tại vì chúm 90 mình nó bự á nên mình phải dùng nhiều, chứ mình đặt một chúm chút xíu thì nó không có được nhiều đó. Điệp cũng rất là đó, rồi bắt đầu không biết cái tiếng chuông này không biết có bị nằm trong bản quyền không, nó không nữa các bạn ơi. Đó, bây giờ cái phần này là cái phần app của Điệp nè các bạn ơi. Điệp đây nè, thì một số anh em nào Điệp cũng nói với anh em ta đi điện đặt hàng, giờ Điệp đang quay á nên Điệp không quay. Thì một số người anh em Điệp đặt hàng đó, anh em và các bạn thì vô cái phần này Điệp tải cái phần app này đi về nè, thì những đơn hàng nào Điệp cũng có giao nha. Thì hôm nay chủ nhật đó, thì những cái đơn hàng nào Điệp giao là nó chỉ đang vận chuyển nè, đó đang gửi đi á. Anh em nào có xem tên của anh em trên này là số điện thoại này, nếu mà Điệp đọc đi lại thì nó lâu lắm, kéo dài thời gian dữ lắm nha anh em và các bạn. Đó thì hàng của anh em các bạn Điệp cũng có gửi cho người đang vận chuyển, rồi cái số này số thành công nè, là đã giao thành công là nó hiện đi lên như vậy đó nha anh em và các bạn. Đó, số mà giao thành công là tùy theo tỉnh xa tỉnh gần nha, nhiều khi nó giao sớm giao cho muộn nha anh em và các bạn. Miễn quá trời nẻo tẹo cà lâm à. Đó, số giao thành công là nó như vậy đó nghe nè anh em. Còn số màu đỏ này là điện không nghe máy nè, điện thoại đặt hàng mà điện thoại không chịu nghe máy đó, cũng hơi buồn lắm. Thôi phần này giờ Điệp up video đi anh em các bạn ơi. Điệp còn phải bây giờ nè, nói chung là Điệp bây giờ Điệp quay ra đầu Điệp làm một mớ ống này, mới đang tối về có thời gian Điệp làm. Rồi với phần nữa lần hồi đầu Điệp cắt xong khoảng chừng 5-10 ống gì đó, rồi xong rồi đầu Điệp quay lại Điệp vô làm màu chúm nha anh em và các bạn. Đó, máy cắt máy phan nè, Điệp quay đi lại đầu Điệp làm chúm nữa, làm chúm xong rồi quay lại làm màu, ui đi đặt tùm lum chân các bạn ơi, mệt dữ lắm. Mà Điệp sẽ ra video mới được. Thôi giờ phần video này thì Điệp cũng không biết nói gì hơn. Điệp mong các anh em nếu mà có đặt hàng của Điệp á, thì các anh em khoảng chờ khoảng chừng 4-5 ngày gì đó, cho thời gian nó rộng tí xíu cho Điệp làm nha. Chứ giờ Điệp cũng đuối dữ lắm nha anh em và các bạn. Nó chỉ làm mà gấp rút quá trời thì nó nói chung là Điệp mỏi mệt lắm. Điệp làm ngày làm đêm đuối lắm, người không có còn sức để đi săn bắt nữa. Nên anh em cứ chờ hàng cho nó rộng khoảng 4-5 ngày gì đó, đặt hàng rồi khoảng 4-5 ngày để cho Điệp thời gian để nghỉ ngơi đó các bạn ơi. Đó. Giờ Điệp cũng xin gửi lời tri ân chúc đến cô chú bác anh chị trên mọi miền đất nước á, xem clip của Điệp luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, yêu thương nha.
giờ Điệp thì cũng up video đi, rồi Điệp vô mồi, Điệp làm mồi xong xuôi hết trơn rồi, để coi thành quả coi ra sao. Điệp đặt khoảng 20 mấy ống chấm này nè đó, rồi để coi nữa, Điệp đưa lên coi có nhiều lương hay nó hay nó hay không không nữa đó. Giờ Điệp bye bye cô chú anh chị và các bạn nha, hẹn cô chú anh chị tại clip tiếp. Chào anh em và các bạn nha, hôm nay Điệp làm mồi rồi, Điệp đi đặt 2 bao rồi anh em các bạn ơi. Thằng nữa lo làm chấm với một thằng nó đi đặt để kiếm video đâu mà ra anh em và các bạn ơi. Rồi có gì sáng mai đi thăm mình quay cho anh em các bạn xem nha. Chào anh của Điệp nha. Giờ Điệp đi đặt.